Dạ xin chào tất cả các anh chị ạ. Thì hôm nay mình xin lên một clip để giới thiệu đến anh chị một số tác phẩm thôi. Mong anh chị kiếm một chút thời gian để xem là có cây nào vừa ý thì ủng hộ giùm mình ha. Mình hiện ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị. Số điện thoại của mình là 0909808199. Đó là số Zalo, anh chị có thể bấm số điện thoại kết bạn Zalo rồi mình, nếu mà chốt cây nào thì mình hướng dẫn tỉ mỉ cho anh chị hoặc là mình quay phim lại ha. Rồi giờ mình giới thiệu trước là cây số 1. Cây số 1 giới thiệu với anh, tất cả anh chị là một cây độc đường nha anh chị. Cây này khá già ha anh chị. Cốt cành chi tay rồi lớn hết rồi. Cây này hoàn chỉnh nha anh chị. Những cây dài vậy anh chị về tết tưới nước nhiều vô, rộng nước nhiều vô là nó sẽ có bông. Già nứt nẻ hết, già nó nứt nẻ hết ha anh chị. Đây anh chị coi, cốt nó cũng rất là to rồi. Rồi mình tiến hành thông số rồi báo giá cho anh chị nha. Cái hoành ở dưới đây mình đo được là 53 nha anh chị. Xích trên này, ở trên này mình đo được là 40 ha. Chiều cao của cây lộc dừng là 55, tán phủ ngang là 101 nha anh chị. Cây này tạo cái dáng bay bay cũng đẹp lắm nha anh chị. Cái này làm tiêu cảnh về phối đá phối nước là tiêu cảnh cũng đẹp. Rồi cây lộc dừng mã số 1 mình xin báo giá mau lẹ, bao ship nguyên bộ cho anh chị luôn là 5.500.000, bao ship toàn quốc cho chị ha. Rồi số mã số 1. Rồi tiếp tục mã số 2 mình xin giới thiệu đến anh chị là một cây xanh ha anh chị. Xanh này là xanh quê nha anh chị. Cái đọt nó lúc nào cũng đỏ vậy hết chứ không phải là đọt trắng. Cây rất là già, hiện nó cũng còn một hai cái thẹo hồi đó người ta cắt để chỉnh hình anh chị. Cây này quái, cây này mình cũng có về phối đá phối nước rồi thêm anh chị. Rất là già, cốt cành nó già lắm. Rồi mình tiến hành thông số anh chị. Rồi là mình đo cái viên cái bộ đế nhôm của nó là 101 ha chị. Đó mình, bây giờ mình tại cái này nó là rễ nhôm của nó 101, nó cái quần thân sơ ha, quần thân là nó 27 ha chị. Chiều cao là 65, tàn ngang là 74. Thì cái cây xanh này á, mình xin báo giá là 2.500.000 mình bao ship, nhưng mà cái chậu xi măng cây này mình sẽ rút chậu nha anh chị. Nếu gần gần á, thì mình cho luôn cái chậu, cho luôn cái dĩa này, còn xa mình rút chậu. Rồi xuống mã số 2. Rồi mã số 3 mình xin giới thiệu đến anh chị là một cây sam hương anh chị. Cây này cũng rất là già, này người ta nuôi bài bản ha. Cốt cành là lớn hết rồi. Cây này nhìn rất là duyên cây anh chị, có cả tàn phóng đây, nhìn nó mềm mại cây. Tàn phong đồ đầy đủ hết, cốt cành chỉnh. Bộ đế này là không phải đế sắt nha anh chị, này là đế tự nhiên, cộng nhỏ cộng lớn cộng dài cộng cục, còn đế sắt thì nó đều hết ha anh chị. Đây như tập một bên này nó chỉ có hai cái rễ lớn này, mặt sau của nó nè. Rồi mình đo thông số, quần thân mình đo ngay khu vực này nó là 36 ha chị. Nó thử cái cốt. Cốt 1 nó là 17,
chiều cao là 50, tán phủ ngang là 57 nha chị. Thì cây sâm hương này mình bao ship nguyên bộ với giá là 6 triệu nha chị. Rồi xin phép xuống mã số 3. Mã số 4 mình xin tiếp tục giới thiệu đến anh chị là cây sâm trái nha chị. Cây này đang có bông nha chị, sắp có trái, bây giờ tới Tết là trái nhiều, tại cây này rất già ha chị. Cây duyên cây, tôi làm những cái tàn rớt ở đây, cái này nuôi cũng lâu lắm rồi. Cái đế lơm của nó mình đo ở khu vực này đó là 43, vòng thân mình đo ngay đây là nó 19 nha anh chị, chiều cao cũng là 43, tán ngang là 47. Thì cây sâm trái này mình xin báo giá là 1.800.000, mình bao ship nguyên bộ cho anh chị ha. Cây rất đẹp, giá 1.800.000, cây sâm trái này chờ được hả anh chị, giá liền, tại già lớn cây nuôi cũng công phu. Rồi mình xin phép xuống mã số 4 nha anh chị. Mã số 5 mình xin giới thiệu đến các anh chị là một cây đinh sam lá nhỏ nha anh chị. Cây này cũng rất là già, già mọc mèo hết rồi. Nó có một cái thẹo ra đây nhưng mà nó cuốn rất là mạnh nha anh chị. Mà đinh sam mà thẹo nó thành đá không lo hết anh chị. Cây rất là duyên cây, tạo thế rất là mềm mại ha. Ba mươi sáu là hoành thân ha anh chị, nó cái thân trực của nó, thân trực của nó được 26 nha anh chị. Thân bay, thân bay là 24, chiều cao là 54, tán ngang là 75. Cái này kia người ta chia làm hai thân, thân trực thân bay ha chị. Cái này phối đá phối nước vô cũng đẹp ha chị. Rồi cái linh sam lá nhỏ này mình xin báo giá là 3.800.000, bao ship nguyên bộ cho anh chị ha. Cây rất già ha anh chị. Rồi mã số 5. Rồi mã số 6 mình xin giới thiệu đến anh chị là một cặp, một combo trang ha anh chị, một cây vàng một cây đỏ. Đây anh chị có thể lấy cặp này về chơi Tết ha. Cây này cũng rất già nha anh chị. Cây này tại mình lấy mới làm lá lại, mới thay chậu làm lá lại thành ra nó chưa có bông, còn cây này thì nó đang có bông. Cây này bông bông quanh năm rồi. Còn bông trang này anh chị biết là lá nó dài cái là nó có bông liền. Cây này già có trái luôn nè, mấy cây này có trái hết rồi anh chị. Đây trái nè, cây này trái nè. Mình đo sơ thông số ha, 19 là cái hoành thân của cây trang này, chiều cao là 36, tán ngang cũng là 36. Còn cái hoành của cây trang đỏ là 21, chiều cao nó là 24, tán ngang nó cũng khoảng 24 nha anh chị. Thì cặp combo trang này mình xin báo giá là 1.800.000 nha anh chị, nguyên bộ 1.800.000. Cây vàng 1.000.000, cây đỏ 800, 1.800.000 mình bao ship nguyên luôn chậu cho anh chị cặp này ha. Để trang nó thì rút bó bầu nó không tiện. Rồi xuống mã số 6. Rồi mã số 7 mình xin giới thiệu đến anh chị là một combo sung ha chị, hai cây sung đỏ hết, cây nhỏ cây lớn. Đây, cây nào cũng rất là duyên dáng nha chị.
đặc biệt cây lớn rất là đẹp ha, một cây nhỏ thì đang có trái. Hai cây này nói chung là trái quanh năm đó, tại cái này mình cũng mới thay chậu đi, nó đang chuẩn bị ra trái nè. Trái đều cây hết nha anh chị. Rồi đo sơ thông số. Quanh thân của cây lớn là nó 17 ha. Cái tán đổ là nó 40. Còn cây nhỏ thì mình đo cái hoàn thân của nó khoảng 15 nha anh chị. Rồi cái tán đổ nó cũng bằng cây lớn khoảng 40. Thì cây sung nhỏ này là giá 800. Cây sung lớn giá 1 triệu nha anh chị. Nguyên combo là 1,8 triệu, mình bao ship luôn hai cái chậu này nha anh chị. Ngày Tết là bây giờ tới Tết là nó cũng ra trái rất là nhiều, này trái tự nhiên chứ mình không có làm trái nha anh chị. Ở đám cây mình là không có làm trái để tự nhiên cho nó khỏe cây, làm trái thì sau này nó suy cây. Rồi xuống mã số 7. Rồi mã số 8 mình xin giới thiệu đến anh chị là một cây siro ha. Cây siro này đặc biệt rất là dài nha anh chị, đây rễ nè. Già già nó mốc mèo hết rồi. Đây. Có gân hết rồi, nổi gân, già nổi gân luôn. Cây siro này giờ tới Tết là trái cũng nhiều hả chị? Tại cây già như thế này là nó dễ đâm trái. Hai mươi tám là cái hoành thân hả anh chị? Mình đo sơ những cái hoành thân chính của nó. 15. Cái thân này là 15, thân này là 12. Chiều cao là 50. Tài ngang là 75. Thì cái siro này mình xin bó bầu đi với giá là 2.500.000 nha anh chị. Cây giờ Tết là trái nhiều á. Lớn cây già cây. Tiếp tục giới thiệu đến anh chị là cây kim quýt ha, cây dáng siêu ha anh chị, dáng nghiêng. Cây rất già nha anh chị, kim quýt mà thân nó như thế này là rất già. Mình đo thông số là báo giá với anh chị ha. Hoành thân mình đo khu vực này đó là 22. Chiều cao là 34. Trái ngang là 55. Thì cái kim quýt này mình xin báo giá là 3 triệu, mình bao ship nguyên bộ cho anh chị nha. Cây này nó nhỏ nhưng mà rất già nha chị. Già, ví dụ những cây già như thế này rất dễ có trái. Cái lá đang thật non, nó đứng chút xíu là có trái liền. Rồi xuống mã số 9. Rồi mã số 10 mình xin giới thiệu đến anh chị là một cây sam hương nữa ha. Đây, cây này nói chung là cây này tự nhiên còn rất đẹp nha anh chị. Cây này nhìn rất là duyên, dài cây. Cây này giờ chịu khó nuôi cái tài này nó phủ chút xíu nữa, cây nhìn nó lực lắm. Cây đẹp tự nhiên nha anh chị. Nó còn mấy mặt hẹo người ta chỉnh hình đó, còn mấy mặt hẹo nhỏ nhỏ ở đây khoảng bằng hai ngón tay. Đó. Mà nó kéo rất mạnh, sam hương này thì nói chung nó dễ kéo anh chị. Cây này đẹp tự nhiên nha chị. Rồi đo thông số ha. Hoành thân là 33 nha chị. Đo trên này chút xíu cho anh chị tham khảo ha. Thân 1 của nó là 27. Thân số 2 là 22. Chiều cao
là 48, tàn ngang nó là 66 nha anh chị. Cây sâm hương này nhìn rất duyên nha chị. Rồi mình bao ship nguyên bộ cho chị cây sâm hương này với giá là 8 triệu nha chị. Rồi xin phép xuống mã số 10 ạ. Rồi mã số 11 mình xin giới thiệu đến anh chị là cây khế ha chị. Cây khế này nó được ghép với khế siêu trái nè. Là trái có trái quanh năm nha chị. Đây là trái lớn chút xíu, trái nhỏ rồi có bông. Chứ cây này thì trái quanh năm, nếu mà nó ra chùm thì mình lặt, muốn xài trái thì lặt mình bỏ bớt. Một chùm ví dụ 5-10 trái đó, thì mình lặt mình bỏ chừa lại chừng 2-3 trái thì nó sẽ đều cây, trái nó sẽ lớn bình thường nha anh chị. Rồi mình đo cái vành thân là 32. Cái vành đế mình đo cho anh chị mình tham khảo là nó 66. Chiều cao là 60. Tàn ngang nó là 74 nha chị. Thì cây khế này mình xin rút bó bầu nha chị, rút chậu, tại vì cái chậu nó rất là lớn và nặng rồi, đi nếu mà ở gần thì mình có thể tặng luôn anh chị cái chậu này cũng được, nó mấy trăm mà, nhưng mà ở xa thì bó bầu, tại vì cái tiền ship bây giờ nó rất là cao. Thì nếu mà rút chậu thì cái khế này mình xin bao ship cho anh chị là 3 triệu anh chị. Rồi xuống mã số 11 tục là mã số 12 ha anh chị. Mã số 12 cũng là mã cuối clip ngày hôm nay ha. Mình xin giới thiệu đến anh chị là một cây lâm dồ. Có người kêu bằng bồ đề trắng cũng là đó ha anh chị. Thì trắng là tại vì cây bồ đề mà cái da đó nó càng già nó càng mốc lên trắng, nó càng già càng trắng, thành ra thì nó rất là nổi cái cây lên. Cây này nó còn một mặt cắt nha anh chị, mặt cắt nó nằm trên đây nhưng mà xung quanh nó đóng những cái chi nhánh như thế này thì mặt cắt nó kéo rất là mạnh, đây nó đang kéo rất là mạnh. Cái nhánh này có thể anh chị bỏ cũng được, sẽ thấy nguyên cái thân cây theo cái ngày mặt hậu của nó nha anh chị. Tại mình nuôi cho anh chị nào lấy thì lấy, bỏ thì bỏ cái nhánh này, còn cái mặt chính nó bên này nhìn nó thấy hoàn toàn cái thân cây. Vành thân là 66 nha anh chị, chiều cao là 56, tàn ngang nó là 76. Vành thân 66, chiều cao 56, tàn ngang nó là 76. Thì cây bồ đề trắng này mình bao ship nguyên bộ là 6.500.000 nha chị. Rồi cây bồ đề trắng cũng là cây cuối clip. Cuối clip mình xin chúc tất cả các anh chị một ngày thật là vui vẻ bên gia đình ha. Anh chị nhấn chút thời gian có cây nào mà ưng ý thì ủng hộ cho mình đó, mình xin thật là cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị vào clip sau ạ. Xin chào và hẹn tạm biệt ạ.